Đại gia đình thân yêu nha. Thì bữa nay Út với lại ba đi trải nghiệm câu tôm nè. Đó giờ thì hồi đó ba cũng có câu nữa, nhưng mà lâu quá giờ ba không có câu. Hồi đó ba câu bằng cần câu tre, giờ thì dẫn ba đi câu cần câu mái. Có chú Tám đi theo nữa cả nhà. Giờ ba đang ngóc mồi. Ta chân gì nó rung mẹ chứ không thấy đường nữa. Ngày xưa ba câu bằng cầu tre hả ba? Cầu tre, chút tre. Con cần chút. Cần câu tre mà hồi xưa nó có quay giống gì không ba? Chưa tao quay tay không à. Có sang như bây giờ đâu. Bây giờ trải nghiệm chưa biết. Cái miếng tròn mới được. Con móc chưa? Cái này con móc chưa? Rồi, em. Đây, con móc chưa? Tay nhấc nhở kìa. Cho con này có cắt cho con 1 phút nữa ngắn rồi. Hồi đó bị hổm đi xuống anh cần móc cho, nhưng mà cái này từ cái móc ui nó trơn quá cả nhà ơi. Hôm nay Út với ba câu bằng hà đỏ nha, câu giống như anh cần vậy đó cả nhà, mồi làm bằng hà đỏ. Không dính đâu. Dính chút tay nó rất nhạt. Bóc dính không? Dính. Dính. Cái này thì câu trên nước nha cả nhà. Ba câu chỉ câu mẹ. Trên nước. Bữa anh cần dạy cầm gần câu qua quăng cục chì qua làm sao? Khoan. Bỡ ngỡ quá. Thảy cái đó phải xả cái cần ra mới thảy được. Gì phải không chị Tư? Em xả ra nè. Thôi quăng đại đi, dính là ăn tôm nó bị đuôi. Xả tay. Ba xả tay hả? Không biết đâu. Xả máy hả ba? À, ba xả xong dây nó dùng, ba gạt cái cần lại, coi ba gạt cần lại chưa để dây nó bung ra nữa. Chú Tám cũng trải nghiệm luôn. Chú Tám thử đi. Thấy anh cần cầm có một tay một quăng à. Cục chì đó hơi ấy rồi. Bỡ ngỡ quá. Cục chì đó quăng hơi ấy rồi. Chuyên nghiệp chưa chị Tư? Chưa chuyên nghiệp lắm nha. Tại vì cái máy lá nó chổi quá nè. Ừ. Rồi bây giờ đợi nha. Rồi. Ồ, chú Tám trong đó có me luôn kìa. Chú Tám câu trong đó luôn. Nó cần à. Vô quá. Ngồi đây nè. Cái dòng móc nha. Chú Tám câu trong đó luôn. Đưa cho chú Tám quăng thử coi. Trời ơi. Út báo. Trời ơi. Thời gian chờ đợi thì bây giờ nấu nước uống cho ba với chú uống trà cả nhà ơi. Ui tôm không biết phải tôm hay cái gì cả nhà ơi. Ôi dữ lắm. Dữ lắm phải không? Quay từ từ nhẹ lên. Từ từ làm hồi hộp. Úi ơi.
nóng dữ lắm rồi nè. Quay đi, quay từ từ nhẹ nhẹ, từ từ đi. Trời ơi, con cá mập hay gì vậy? Gệt không? Gệt, gệt dữ lắm. Cá mập hay những cái bọc. Nhẹ nhàng đó thôi. Đi quá, ôi ơi. Cá gì á, cá gì nó lội dữ lắm. Cá, cá. Ừ. Cá gì trời? Ôi, cá gì? Đầu xúc lên. Ôi ơi, cá bự lắm nha. Bự không? Nó gịch dữ lắm nè, nè, nè. Quẹo cây câu luôn. Trời ơi, lấy cái cá bự lấy. Ôi ơi. Cứu, cứu, cứu. Ôi, cá, cá dở lên luôn, dở lên chút, tiếp, tiếp, chút bắn ơi. Dính, dính cá vô đem. Dính cá, vô à. Thành phẩm đầu tiên cả nhà ơi. Vô cái vô đem bự. Cô tôm mà dính cá rồi. Ngon lành không ngon. Ngon lành cành đào chú Tám ơi. Dữ lắm luôn. Cái gọng. Gọng nè ba. Nè chú Tám. Cuốn tay cuốn chân hết trơn. Quá đã, quá đã. Ngon lành cành đào. Trời ơi, hết hồn hết vía. Đi vô thành phẩm. Thiệt luôn, cái tim em đánh phịch phịch luôn cái nhà. Lần đầu tiên dính con cá mà gung tay cũng chết. Hết hồn, hết hồn chưa. Trời ơi, cái tay nó gung nè. Tới giờ vẫn còn gung luôn nha. Kéo lên bờ rồi mà hết hồn chưa. Đó giờ mới câu dính lần đầu luôn á. Đi với anh Cần là anh Cần quay không à, Út đâu quay đâu. Chú đặt lò tôm chút. À, chú đặt lợp tôm. Chú đang dở lợp tôm đó cả nhà. Tới giờ cây đóng. Chưa, chưa. Chưa xả quanh mà dám quăng hả? Ba cũng dính nữa cả nhà mà dính lạ lắm. Cá này lạ lắm cả nhà ơi. Dính cái bọc. Nó bung bật bật luôn con cá nó lội, em thấy nó lội dù dù chứ con tôm nó bung á. Ừ, con tôm thì nó bung. Vô tiếp tục vô nó nướng nước sôi kìa. Hết mồi luôn hả ba? Vậy là tôm ăn á. Hết mồi. Vậy là tôm ăn á. Ba mất mồi nữa rồi cả nhà. Ba chừng một cục chân. Ý là dính con cá mà gung cái đó, dính con tôm gung cái nào. Tôm mà bằng trong tay ha, con nói ba con quay không nổi luôn. Gói mền là tối ba ngủ dưới đây cả nhà. Rồi, trong thời gian chờ đợi mời cả nhà uống trà nha. Trong thời gian chờ đợi coi có em nào uống không? Để lấy lại tinh thần mới được chứ nãy cá làm rồi. Giật mình giờ tay chân còn rung đó nè. Nói thiệt với cả nhà luôn, từ nhỏ lớn giờ mới cầm cái câu tôm mà câu dính con cá mới lớn. Chứ bình thường câu dính cá của Phi không à. Thấy mừng thiệt ha. Hết hồn. Ủa hiểu dở lên, con này bự dữ lắm, nó cái dây lạng lạng, nó gọi 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 con cá rồi, con cá rồi. Mà cá thiệt. Nó đi dèo dèo vậy đó. Sao nó xảy thôi mà ngộ ba cái lưỡi câu tôm dính cá mà nó không ruột ha, tại lưỡi câu tôm nó đâu có cái nặng nhiều đâu mà là tại con qua phanh lên đó à. Mình phanh lên nó đau nó nương theo sao vậy là ba muốn trà giống anh rồi đó anh Cần ơi. Trong thời gian chờ đợi ngồi uống trà giải khát cả nhà ơi. Ba quặn lên một câu quặt quặt dữ ba, chắc cái chì nó nặng quá. Coi cái mồi màng thì tôi thấy gì chứ ngâm lâu nó tươi một mồi. Không giúp gì cá nó ghẻ sức mồi được. Còn. Ôi chỉ mưa đi hôi nữa rồi kìa Út ơi. Sao? Ở chiếc me này em bữa giờ cá từng rồi nè.
nó nhăn nheo giống như nó nhăn nheo rồi cả nhà ơi. Nhưng mà me này là me me ngọt nha. Cái này chắc dốt rồi đó. Dốt bột rồi nè Út. Sao nhăn mặt vậy ta? Nó bự nhăn á, cho nó đúng kịch bản. Không có chua nha. Ăn men rồi nó mới chua mới đúng mà. Chua chua ngọt ngọt chứ không chua quá cái nhà tại làm quá đó. Đó điểm nữa rồi cả nhà ơi. Điểm này là điểm thứ tư, thứ năm gì. Mình không biết bãi câu nên là không biết. Quay lại góc xưa của anh Cần câu nè. Góc này bữa đó tôm bậy bậy luôn nè. Cũng đi trải nghiệm thôi. Từ từ câu được thì sẽ từ từ sẽ rút kinh nghiệm. Bữa đó con với anh Cần câu cũng chừng dính tôm á, thấy đọt hoặc quá kìa. Ba không có câu cần câu máy nên không có gành cần câu á cả nhà. Bên kia là đàn bè Mỹ Hòa Hưng. Trở về góc xưa của Út Hiểu với anh Trần. Nhớ anh Trần rồi nên là Út Hiểu xuống đây ôn lại kỷ niệm. Chị biết gì nhớ? Thì nhớ mới xuống đây. Nhớ mới nhắc nữa. Ừ. Không biết tình hình là sống hay là tôm đây không biết. Chắc lên sắc giả nữa. Sao Út? Phải rồi, đông. Đây có tôm đó cả nhà. Ăn nãy giờ nó ăn hết trơn mồi bốn luôn. Hấp mồi mấy lần rồi. Vậy Út, lên sát giả nữa hả? Thì chắc thiệt rồi nè. Thiệt không? Thiệt rồi. Là dính gốc ta. Rồi lên sát giả nữa. Ôi, dính thiệt nha. Búng 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 dữ lắm. Búng rồi gì đó đó. Đó đó. Đó đó. Đó. Ý, tôm cạn cả má luôn. Lẹ lên. Thành quả của Út Hiểu nha. Được rồi nha anh Cần ơi, thành công rồi nha. Nhắn nhỉ, có gì nhắn nhủ với anh Cần không? Anh Cần ơi, để em gửi tôm này thức nhanh nha. Em gú mà gù. Đó, em nói rồi mà, em thấy nó. Đó, gửi đi. Anh Cần thấy anh Cần cầm hai càng gì nè. Đó, đó. Thôi chị cầm luôn cho rồi gỡ đi. Chị cầm hai càng nha. Rồi, gửi đi. Tôm này càng gì con không biết nữa. Ôi con mắt thấy nó búng nè. Con mắt rõ ao luôn á. Ừ. Quá đã luôn, bằng cùng tay Út Hiểu luôn cả nhà ơi. Ê, cái rộng à. Ba. Em
ba đi mang cá nấu cơm ăn cả nhà ơi. Vô bỏ vô, vô em ơi, vô. Một con. Thích chưa chú? Nãy giờ chú chờ đợi nhiêu? Chú Tám chờ đợi nhiêu đó cả nhà. Em thấy nó bún rõ ràng mà. Nó không có bún nhưng mà kiểu mình dở cần câu lên là mình mới biết á. Tình trường hả, nghề nghiệp đi theo anh cần học hỏi được cả nhà ơi. Nó ăn hết trơn mồi luôn nè cả nhà. Ừ. Sao Út, sao Út? Dính hả? Vô. Từ. Thôi, con này nhỏ quá hả lại nha cả nhà. Ôi, mắt nó đỏ ao luôn kìa. Mắt đỏ ao à? Ừ. Nhỏ. Nhỏ mà nó vẫn kẹp nha. Kìa, nó ham ăn kìa. Nó kẹp dính cục mồi luôn rồi. Không cho gỡ ra. Nít mà. Nít nó phải ham ăn. Rồi. Gãy cái càng nhỏ luôn rồi. Ngút báo nè. Xin lỗi nha. Ta ơi, tao không nhận vậy. Đi đây bà. Không hiểu sát tôm quá. Trốn mánh. Ghe bên đó người ta ghe, ta neo lại cả nhà. Ghe cá. Thôi bây giờ Út để cho ba với chú Tám câu đi. Giờ Út đi nấu cơm cho mấy cha con ăn. Dạ, Út hiểu đạt dễ nhất rồi nha. Câu giỏi qua để xúc cơm đi. Câu giỏi đi nấu cơm. Chưa dính thì chưa. Đói bụng quá. Thẳng vậy là chú hâm đi nghe chú Tám. Rồi. Tại hồi nãy con hâm mấy cần nó thẳng vậy không mà nó ăn nó im ngu à. Không bún luôn. Chứ khi nào mình đụng vô nó đau nó phải bún. Mình dở cần lên là mình biết à. Theo kinh nghiệm theo anh cần. Con tôm đó hồi nãy con tôm bự nó không bún luôn hết chị Tư. Ừ. Em thấy em gu hoài nhưng mà em dở cần câu lên thì nó quặt xuống. Là con tôm. Út con tôm nó hình như là xảy ở dưới Tiền Giang giờ nó bay lên đây nó ăn đúng rồi. Bay hả? Nó chạy lên nó bơi lên chứ. Nó lội lên, nó đi bộ lên. Nó bún lên. Hình như là cũng được 1 tháng, 2 tháng gì vậy đó. Chắc nó đi bộ lên từ từ là chắc cũng tới An Giang mình. Sợ hỏng quá. Giờ nấu cơm. Làm thịt con cá sáng không hiểu vừa bắt được. Giờ vừa câu tôm mà vừa cái người mẹ nói thiệt. Hồi áp thì áp đi chứ nhịn cái gì mà nhịn. Hồi đó ba câu câu tre phải không? Chú Tám đó giờ có câu tôm chưa chú Tám? Lần đầu tôi chú Tám trải nghiệm đúng không? Đó giờ đâu có câu đâu. Nên mới biết nè, trải nghiệm mới biết nè. Câu này tao cũng chưa quen, chưa quen ta chưa nghiệm. Đó câu, câu... Không đóng hả? Không. Giờ mới nóng nè. Cầm lên rồi mới nóng. Giờ ba bơi đổi điểm khác nữa. Điểm đó hồi nãy mới thả đồng bộ nó xuống nó đi tâu rồi không đứa nào dám ăn nữa hết. Nấu cơm chín thì mình ăn xong mình câu tiếp. Ra đây chị Út hái được bình hả? Hái được bình chấm cá kho chị ơi. À. Ủa rau chay trong đó nó mát nó tươi chịu tợ. Rau chay cả nhà. Rau chay gần mới đắp được bình quá chừng cọng bự rồi. Nó đụng không à?
Ba chú Tám đang ngồi câu ở đằng trước. Trên kia là hầm cá hay gì cả nhà ơi, máy bơm ồ ồ ồ ồ kìa. Ba với chú Của làm lay gai à, hồi xịn hết cái đường câu tôm luôn á. Để câu hết cái râu tôm là thấy mẻ của mình rồi. Hay không bằng hên không hiểu? Hay không bằng hên, tầm rùa hay gì đó. Trong thời gian chờ đợi tôm thì ba với chú Của làm lay gai trước cả nhà ơi. Cũng hiểu ai là đặc điểm nhất rồi á. Có bốn cây mà bây giờ lạc có được có một cây một và còn ba cây nữa. Thưởng dấu hiểu đi. Không dấu hiểu thưởng là mình rỡ thắt cỡ thắt luôn. Và anh em mình làm nhiều thôi là nghĩ vậy, câu làm nữa là không có thấy đường câu nha. Lỡ là vô nửa tóc ăn cho nó. Đây. Ba con đó giờ ít nhậu lắm. Nhậu cho nó đẹp luôn. Vui dữ lắm á. Ba con nhậu là vui dữ lắm, ba con mới nhậu á. À, nhưng mấy ông dở nhậu rồi để sai, không có nhậu không bao giờ sai. Tôi sỉnh không à. Qua đã. Qua đã vô. Mình nói gì không biết mà ở đây mà mình đậu ra mình ngủ mình câu tôm rồi gai con hay con gì cũng được. Chính là ứng. Mát quá mát. Đây hành quả của Úc Hiểu sáng này cả nhà. Nhờ Úc Hiểu được con cá. Thôi hai ba cha con nhịn đói hết. Cái dầu đen. Cái dầu đen. Câu dính cá, câu dính tôm. Hôm nay Úc Hiểu sát cá. Con ăn chay nhà. Xoài ngon quá kìa. Ăn đi thôi, đó cũng ăn cơm cho ngon nha. Ờ. Đó là chị thấy là chị đói lắm rồi đó. Chén xíu nữa đi. Chị thấy cái miếng xoài về chén nước mắm quá chị chịu không nổi, chị làm trước miếng mà. Mà ngon thiệt. Ngon nhức nhói luôn. Tôm ăn hết ngon chứ ba. Tôm khô của cả nhà ơi, chứ này nó bể tôm hay sao á. Nó ăn hết mồi hoài à. Cuối cùng thì cá kho cũng chín. Cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn có chi dùng nấy cho nhà ơi. Đói mèo gâu quá rồi. Cây nhà ơi, hồi sớm Út cũng có câu được con cá, giờ mấy cha con đói bụng rồi. Giờ Út nấu cơm mấy cha con ăn trước rồi hồi đi kiếm mấy anh hùng hai canh gì cái anh hùng đao gươm giáo. Mời ba với lại chú Của ăn cơm. Mời đại gia đình ăn cơm nha. Mời quý vị đại gia đình đại tình thương ăn cơm nha. Cả nhà dùng cơm rồi, hôm nay mình đi trải nghiệm xuống ghe ăn cơm luôn. Nhờ Út hiểu câu được con cá cả nhà. Cá ngồi ăn cua quẹt cái bảo. Hiểu hôm nay là đạt giải nhất. Sáng này được con cá, hồi nãy được con tôm càng nữa quá hay. Quá hay. Ăn no ráng ráng câu rồi dính con rồi. Đưa cầu thấy cái râu con tôm mà phái. Vui hả ba? Cỡ nào mà thấy râu là khỏe liền hả ba? Bà phái cái râu mà phái. Câu con tôm không có cái gì phái bằng cái râu nữa vậy. Lú râu lên là đã rồi. Quá mừng. Lú gầu là thấy tôm. Không mà đã thiệt. Quá ngon rồi. Ngon quá. Bà đói á. Đói à. Đói ăn gầu cũng thấy ngon đúng không chú ta? Cá này đâu đi lạc. Em này ngon lắm à. Cá này chắc sáng nó bị lé bởi vì nó ăn mồi của mẹ. Con nó đâu phải ăn cá ham mồi, ăn cá rồi đời nữa không? Đó, nó hàm mồi bây giờ nó nằm trong tô nè. Nó xong phim đó rồi. Quá ngon rồi trời. Rau chay luộc chấm cá lạ, kho lạc, rồi dưa leo. Rồi.
giờ lâu ăn được chay. Con thấy con cũng đói. Rồi cảm ơn Út nha. Trời ơi, ăn vô phanh đớt nó cay cay mà nó mặn mặn. Cảm giác nó đỡ bụng thật là ngon. Vô mốt hả? Tại lâu lâu mình ăn rau chay ngon á ba. Bà với trước cửa không làm thương thương luôn hả? Mãi rồi. Dạ ăn cơm để tới giờ trải nghiệm bến khác nữa thì có thì nhậu luôn. Ngày còn nữa thì nhậu luôn hả? Còn không có là đi về em ru luôn là cả nhà biết rồi đó. Mà nói vô bên này có gì không có, có cái râu con tôm mày đó. Có được con râu rồi có. Không ba? Hai râu. Con kia hả rồi. Con kia nhỏ quá. Em đó là dạng em bé đi làm. Em bé hả trở về lớn em. Mà em bé đã bị rụng hết ngoe nữa. Chị Hiếu đặt cơm hả? Cái đó là nó phải tự nhiên rụng nữa mà Út nên báo và kỹ. Tại vì nó yếu đó con ơi. Nó yếu nó mới gãy tràn vậy không phải. Nó bị thiếu canxi hả bà? Nó yếu. Nó không có thiếu làm chi mà nó yếu rồi nó đụng với cái tay con nó gãy tốt. Nhưng mà nó gãy rồi nó còn cám ơn con nữa. Mọc càng mới. Bây giờ con thả nó lại là nó cám ơn. Cám ơn quá nhiều. Quá tần cám ơn luôn. Cám ơn chị nha, cám ơn chị Út nha. Gì bữa hỏi mình đi dân lứ với lại đi đổ 12 cửa ngục lấy gì à, cửa ngục từ bi. Bi lứ cũng từ bi, bữa nay cần câu cũng từ bi. Bén mồi bén mồi. Quá ngon. Không bằng, không có cảm giác gì bằng cảm giác đói bụng. Cái bụng mà được ăn cơm vô. Thật là vô mốt. Cá này công nhận cá này là nó ngon thiệt chứ dữ dằn không? Công nhận. Mà còn gì nữa, thịt nó ngon hơn cá kia. Công nhận chú Tám công nhận cái con cá rồi đời nó ngon không? Wow. Con cá ha, mồi là con cá rồi. Nói vậy chứ làm khóc rồi. Trông dữ lắm. Cá ngon quá làm cốc. Làm cốc thôi chứ làm chi nhiều. Cho nó tiêu quá hả bà? Làm cốc cho ấm lòng hả bà? Cốc một à. Hai anh em chia làm hai chứ không có uống mình hơn nữa. Vậy đó, nó mới tình. Hai em nếu cho nó tặng thấy đường trâu. Sáng mắt không thấy ruột tôm. Rồi vô cả nhà ơi. Công nhận rượu gì nó ngon một cái thật sự luôn. Quá đã luôn. Ngọt ngay hả bà hả? Quá ngon hết chút. Quá ngon. Trong mặt chú lính bơi à. Hay rượu dâu mà. Làm một cốc nữa rồi nhắm thấy đường chạy máy không trời. Thấy không? Thấy không? Thấy chưa? Thấy thì làm thêm cốc nữa nha. Chú Tám là khỏe rè. Cho con ly đó bà. Con với chị Tư cũng muốn khởi động máy. Hả? À, có luôn hả? Có. Uống lấy lại tinh thần này. Uống lấy lại cho đừng có gung tay nữa. Nãy gung quá chị gung. Cá gung tay. Lấy lại tinh thần để mà. Thấy con cá này làm yếu tim quá. Để mà đi bắt anh Hùng gươm giáo tiếp tục. Cái rượu này quý vị thấy vậy đó ha, cái rượu này chai thì chứ là tỉnh dữ lắm đó. Chai uống có cái tí là cây mà gặp tỉnh. Anh ba gặp anh cần mấy cả nhà biết không, cái chai rượu này là thấy vậy chứ uống vô là ngon dữ lắm. Mời cả nhà nha. Chút xíu nữa thành mấy con tôm nữa bây giờ. Rước rước chị luôn. Thôi là thành tôm luôn nữa rồi giờ. Mời cả nhà nha, tại uống nhiều quá sợ sỉnh cả nhà ơi. Quay. Uống cái này còn đi câu tôm nữa, thằng ra uống xương thôi, chừng nào mà ăn xong tôm thì tôm rồi là xỉn luôn. Tôm xỉn luôn ha. Ê mà rượu này nhau ngon quá ta. Nó uống vô nó ấm mà tử ghê hết ngọt. Chứ. Ừ, nó ngọt. Chúng ta em thấy gần tiêu quá rồi. Nghe nóng máy lên liền. Là hồi đó là câu tôm là hết rồi. Rượu này chú Tám mà phải nói chứ cũng khó kiếm lắm, phải chơi luôn.
phụ ngày hồi lắm cưới thằng trai á, cái già á đứng ra hồi tết tới già đứng bao lâu rồi chú, mà chắc giờ này làm mười mấy tháng rồi cháu. Năm lâu rồi tết tới già dạ. Bụi này chú tắm ngắm bàn lâu uống càng ngon, chắc cũng gần cả năm rồi á. Có hẳn ngon lắm cháu. Ba lục bình này từ đây sắp lên là quá chè ngon rồi, ăn sống kiểu này là ngon. Mới biết nữa đó. Tại nó cần chứ, cần cho con ăn biết không biết. Vậy. Đó giờ, hồi đó giờ mình nghĩ là ăn chín không mà đúng không ba? Đúng rồi. Mà ăn sống thấy ngon hơn nhiều. Ngọt. Đúng ngon rồi. Ngon dữ, ăn mặn thơm nữa. Vậy là ba biết rồi, mai mốt mà có lục bình là tới số. Tới số, lục bình chết hết. Lục bình chết hết. Làm gỏi ăn cũng được á ba. Mà hầu như tất cả này chắc là cũng ngon. Tại vì đói ngon phải không ba? Không đói cũng ngon thiệt coi. Mà ngon thiệt luôn nha. Ba cái này ba phá dữ lắm rồi đó. Hỏi thiệt rồi, đám cửa rồi đó giờ có ăn sống lần nào chưa? Ăn sống nó ngon cực kỳ vậy đó. Thiệt chứ. Tôi phái luôn á. Tôi cũng mới ăn lần đầu nè. Ngộ được. Với con tôm cũng lần đầu. Quá, không ăn. Thế giờ tôi cũng có ăn lần đầu. Thế ta ăn ăn gì? Mình đi tính luộc nó ăn ngon, ai ngờ đâu mà ăn sống quá ngon. Con thì bị hâm nấu canh chua thì nó tái lại hết trơn. Nó không ngọt quá gì. Đúng rồi, nấu canh chua nó vàng lại hết trơn. Ăn sống ngon dữ kìa. Ăn sống nó không có bị dai luôn mà nó rất ngon. Nó giòn, nó thịt. Nó giòn giòn đúng không ba? Nó ngon mà nó thơm, nó béo béo thật sự luôn. Ngon thiệt mà. Quá thấy ngon được. Tôi ăn nãy giờ thứ này không có thấy không? Quá càng ngon luôn. Đồ lộn. Cũng giống mà cái lục bình này không ngờ là cái thứ hoang dã mà tự nhiên mà nó ngon gì đâu mà. Quá xả. Cái bông của nó cũng ngon đó mà. Cái bông thì thôi khỏi chê. Cái bông ba cũng ăn mà ăn cũng chín luôn mà. Chưa có đường ăn sống. Cái bông nó trắng cá ăn cũng ngon mà. Cây lên chén nữa rồi. Chú Tám ăn tự nhiên đi nghe chú Tám. Ăn cái kiểu này mà hết mặt cơm mà không hết rồi. Chú Tám ăn hết đi. Hết mặt cơm luôn. Ăn mà phải sạch nơi cơm luôn con mấy chịu. Ăn hết cơm mà nồi ăn không nổi. À, ăn hết cơm trong cái nồi. Không phải cái nồi mà ăn em ăn luôn cái nồi á. Quỳ xuống. Quỳ xuống đáy rồi sư phụ luôn. Cảm giác mà mình tự tay mình bắt con cá rồi tự tay mình lên mình kho ăn cảm giác thế nào? Tự nhiên đúng ra là anh là một cốc là anh sẵn rồi giờ thôi ghét làm thêm miếng nữa rồi. Rồi tới đường có đấy thì chắc không làm luôn rồi có giới hạn thành tâm luôn rồi chứ ơi. À, mặt ba đỏ rồi cả nhà ơi. Đi sạn dính tôm bự luộc sẵn tôm luộc sẵn luôn. Ngày xưa đi đồng đi bái rồi cũng nói chung cũng chưa được ngon như được như cái này mà ngồi nó ngồi thiệt là cà gàm ở trên bờ cỏ quang mà đất không chứ đâu phải được cái gì đâu đây quá ha. Cái này mình nói giống như ông tiên nhỏ nhỏ rồi phải không? Ba ít nhậu đâu mà bữa nay ba nhậu là dữ lắm rồi. Vui quá. Quá ngon quá ngon. Trời mưa, đang vui vui rồi. Cái rượu này ngon quá ngon. Bộ mình bởi mình ép ép vô này nè. Ép vô mình giấu nè. Ngon ngon mình thấy mình phát khác mình đem ra. Dạ, cả nhà ơi, hồi sáng giờ ba con không hiểu cũng đã ăn uống xong rồi, nãy giờ cũng đang uống xong rồi. Bây giờ clip của Út Hiểu tạm dừng ở đây đi à, xong rồi ăn cơm xong rồi Út Hiểu đi câu tôm tiếp tục với bà với lại chú Tám à, xin chào và hẹn gặp lại ở cả nhà clip sau nha. Chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe nha.